Dạ, 12 kim cương. Được chị yêu quý nhất của quý. Cảm ơn chị đã tặng những cái hoa. Có mặt ở đây nha mọi người. Xưa em đi hát của chị kim cương mình là chị kim cương nói. Chị kim cương là người đưa vào sân khấu kỳ nghiệp. Để bây giờ quý trở thành là một phú quý hôm nay. Xin cảm ơn chị kim cương có mặt hôm nay cùng chị kim. Dạ. Nghệ sĩ là kim cương chị ơi. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Cảm ơn chị. Người anh lớn của tôi luôn luôn có mặt trong tất cả mọi sự kiện tối hoa đi đến Phú Hòa. Quý cũng có người đi phía xa lắm, mới trở về Việt Nam. Anh chị mấy giờ nhà đi nghỉ? Cái thiền hạ nhà của nghệ sĩ mình đó là ý chí của nghệ sĩ Giang Kim Cương. Có gì? Có người nghệ sĩ nào mà chúng ta nghĩ rằng khi cuối cuộc đời và thay về ngôi nhà này ở đây ấm áp lắm quý vị ơi. Quý sinh đang biết rồi. Xin đa tạ và chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Phú quý chúc quý vị rất là một người thầy thầy. Thầy trong tủ cả thầy. Dạ, quý vị là tiếng. Nhớ tiêu xài không khí và tắt tay xuống sĩ. Có anh Vũ Luân hình như là lên sau. Vợ chồng là tri kỷ. Dù không biết bác nghĩ, thì giữ câu chung thủy. Đừng chê vợ phát phì. Đừng chê chồng sống sĩ. Cầu sanh tâm phú quý. Gia đình mất hòa khí, hạnh phúc sẽ có gì. Vỗ tay dùm cho quý vị. Những cô gái xuân thầy, điều này cần phải ghi. Tình yêu là có quý. Đừng vì đô la Mỹ bỏ nó xuống vô kỳ. Chạy xuống xe bẹt xuống đi. Bậc mẹ cha chú ý, giáo dục con thật kỹ. Đừng vướng vào ma túy. Căn bệnh cũng thế kỷ. Thằng ố thì còn chỉ kể như là kiểu gì. Thành công không nghĩ, thất bại đừng nản chí, gặp cướp cùng giao ký, cứu trợ rủ nhau đi. Dạ, chị là thì ở quý, bên dưới nha mọi người. Quý, tự nhiên lì xì cho phú quý trả có tài đẹp ý. Xin chào và cảm ơn rất nhiều, anh đi cảm ơn. Đã xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú phú quý. Bạc quý con đức tiếng anh, kính thưa chào bà chú mừng quý vị. Vào ngày này, lên trước anh chị được xíu rồi. Lên được khoảng 15 phút là chị lên được. Mày đi rồi. Tiến về Chư Tôn Thiền Đức. Trước khi dân lời phát hạ. Rồi vào giờ này xin được trung thần Đức Chư Tôn Đức Hoa Nghĩ cũng còn bài toán do quan để cầu nguyện cho tỷ lệ một thành từ Pháp Đức Nam Mô A Di Đà Phật. Để chúng con ba hậu Thank you.
chồng thân quan người mời người thiết đã theo chồng các ngày nên ngày mai chúng con được sanh chuẩn trong ngôi nhà chén có lại được phúc duyên hạnh độ nhân sinh vừa gửi các bậc thiện tri thức chúng con được nghe Đức Thế Tôn trăm ngàn muôn ức kiếp rất khó gặp giáo pháp của ngài khi hoa ưu đào rất khó tìm cầu những kẻ thiếu kém thiện căn và nhân duyên phước đức không thể trong mong lãnh phật hàng tam chín đệ tử của Đức Thế Tôn là những chân bảo ngọc châu quý báu ở cõi tân bào đắc nhân tấm ni hiền thánh pháp đại hùng đại thể hội lạc là thế hội quần nguyên thế này không bỏ ngại nhiều người không từ nan một khó khăn nào nên hết tâm trí sức lực để tạo lợi ích cho đời dẫn dắt chúng sanh từ nay đấu tâm lạc hẳn bước dần vào địa vị an vui giải thoát hôm nay hàng phật tử chúng con vì trước khi quan trang nghiêm hàng tâm đảnh lễ kính nhân dân chư tôn đức tấn kỳ cùng kim là y phật giải thoát cũng là cúng rất nhiều công chúng cũng nhiều là y tôn đức để biết ngài là có phật trang nhiều nguyện đem phước báo này nguyện cầu tịnh nghiệp tăng thân nơi đây đã phái kiến với lạc nghiệp nhập hồ đảnh nhất thắng với mẹ cầu nguyện tăng mạnh hạnh thiền của chúng con và pháp hứa chúng sắc thân tâm thường lạc phước thọ tăng long cửu vị thất tổ quá khứ phụ mẫu và chư tăng nhân ghi nghĩ nơi nghĩa trang này đồng thiết phật chứng đồng thoát khổ linh đồng sanh cực lạc từ mong trên khi tôi biết từ bi cứu lên mặt thọ cho chúng con được ăn trên con đất nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật na ha tất tất đạo